Rồi, các em còn 5 phút nữa để làm bài. Ai chưa làm xong thì cố gắng lên nha. Tuyệt vời, bài làm hoàn hảo. Bạn làm gì ạ? Làm hết không? Chuyện gì? Mình đâu có làm gì đâu chứ. Từ nãy tới giờ sao bạn cứ đổi qua đổi lại cái này với cái kia hoài vậy chứ? Thì mình nghĩ cái mình đã vẽ ở nhà nhìn đẹp hơn. Bộ không được hả? Bạn đã vẽ nó ở nhà sao? Nghe mắc cười quá đi. Bạn cho là mình sẽ tin hai cái này đều do bạn vẽ hay sao chứ? Thì tại hôm nay tâm trạng của mình không được tốt. Đang lúc làm bài thi mà bạn lại chơi gian lận như vậy, đúng là không công bằng chút nào. Đối với mình thì làm như vậy mới là công bằng. Có biết tại sao không? Vì đây là một trong những kỹ năng sống của mình. Cô đã nghe hai đứa nói hết rồi. Cô ơi, không phải vậy đâu, em không có làm gì sai hết. Hôm nay tâm trạng em không tốt nên có nhận sự giúp đỡ một chút thôi. Em đừng có biện minh nữa. Kết quả bài thi vẽ lần này của em sẽ bị hủy bỏ và không được làm lại. Chưa hết đâu, sau tiết này em phải tới phòng giáo viên viết bản kiểm điểm rồi nộp lại cho cô. Nghe rõ chưa? Bạn thấy chưa, chính nghĩa luôn luôn chiến thắng mà. Trời cha đu. Bây giờ là buổi công bố danh sách những bạn đoạt giải cuộc thi mỹ thuật toàn trường. Thầy sẽ công bố tên của người đạt giải nhì trước nhà. Giải nhì cuộc thi mỹ thuật trường tiểu học Hassan lần thứ 34 thuộc về lớp 31, bạn Choi Chanu. Bạn giỏi quá Chanu. Thầy xin trao tặng bằng khen để khen ngợi việc sáng tạo cái đẹp trong môi trường học đường rất phù hợp với đề tài đưa ra. Choi Chanu, bạn khiến mình không được đọc bài mà còn bị viết bản kiểm điểm, trong khi bạn thì lại được lên nhận giải thưởng. Rồi cuối cùng sẽ là giải đặc biệt. Giải đặc biệt của cuộc thi mỹ thuật toàn trường thuộc về lớp 31, bạn Yun Sun Ki. Thầy trao bằng khen tuyên dương bài thi tuyệt vời của em, khen ngợi sự sáng tạo cho cái đẹp trong môi trường học đường. Không tin được, tại sao bà mấy đứa không ra gì được nhận giải thưởng vậy? Gì ạ? Thái độ đó là sao? Cha đu ganh tị với đanh ghi hả? Còn một điều nữa, những bạn đã nhận được giải thưởng lần này sẽ được đại diện nhà trường tham gia cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc. Vậy sao? Bạn hãy đợi đấy cho cha đu. Bạn sẽ không bao giờ có cơ hội nhận giải thưởng tại cuộc thi mỹ thuật toàn quốc đâu, biết chưa? Cha đu ơi, tụi mình cùng đi ăn bánh gạo nha. Hôm nay mình được nhận tiền tiêu vặt nè. Mình cũng muốn đi lắm, nhưng giờ mình phải về luyện tập vẽ tranh rồi. Lần sau tụi mình sẽ đi ăn chung với nhau nha. Khoan đã Cha đu ạ. Bạn có vẻ chăm chỉ quá ha cho Cha đu. Mấy đứa ơi, mẹ có bánh sô-cô-la cho mấy đứa đây nè. Mấy cái đứa này không lo làm bài tập mà lại chạy đi đâu rồi không biết nữa. Thiệt tình. Ôi trời ơi, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chuẩn bị cho cuộc thi mỹ thuật toàn quốc. Không phải cuộc thi toàn quốc, được tổ chức ở ngoài trời sao? Ngoài trời thì có gió thổi và có mưa bất chợt nữa. Con phải chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả những tình huống có thể xảy ra thưa mẹ. Trời. Thiệt là mình hết hồn mà. Nè, bạn đang làm gì vậy? Giờ này mà còn ở đây lao sàn hả? Bạn không biết cho Chanu đang ráo riết luyện tập hay sao? Mình biết, nhưng như vậy thì sao? Thì bạn phải luyện tập chăm chỉ hơn cho Chanu để giành giải đặc biệt tại cuộc thi thiếu nhi toàn quốc mới được chứ. Mình biết, nhưng mà mình không nghĩ chuyện này lại khiến bạn phải bận tâm. Đành đi, tỉnh táo lại đi. Hãy cho mình thấy bạn tôn trọng tài năng của chính bạn đi, biết không? Bạn nói ra những lời này có phải vì không muốn Chanu giành được giải thưởng đúng không? Còn bạn thì sao? Bạn không muốn đoạt giải hả? Không phải như vậy đâu. Chanu và mình là bạn nên tụi mình sẽ cố hết sức động viên nhau. Ai nhận được giải thưởng đâu có quan trọng. Bạn không hiểu câu nói của mình lúc nãy hay sao? Chỉ cần nói cho mình biết bạn có muốn giành giải đặc biệt hay là không. Đương nhiên là muốn rồi. Nếu chiến thắng thì mình sẽ rất vui. Nhưng mình biết ngay mà, chúng ta có cùng mục tiêu, vậy là được rồi. Bạn đang nói gì vậy? Cái này mình cho bạn. Ba mẹ mình đã mua nó ở bên Pháp đó nha. Cực kỳ mắc tiền luôn á. Bạn có thể sử dụng bao nhiêu tùy thích. Mình có thể cho bạn cái khác nữa.
cảm ơn bạn, nhưng mình đâu có thời gian để luyện tập. Mình còn phải tranh thủ lao tiệm cho xong nữa. Lao tiệm cứ để mình lao cho. Nhiệm vụ của bạn là mở bảng giải ra luyện tập đi, hiểu không? Cảm ơn bạn vì đã mời mình, nhưng chắc là bây giờ mình phải về nhà luôn đây. Mình còn nhiều việc phải làm lắm và nghĩ ý tưởng cho ngày mai nữa. Mình đã nói rồi mà, mình có một thứ muốn cho bạn xem. Mau vô trong nhà mình đi, xem xong mình đưa bạn về là được chứ gì. Wow, đây là bảo tàng mỹ thuật sao? Mỗi lần mẹ mình đi nước ngoài, mẹ đều sẽ mua về cho mình một tác phẩm bất kỳ. Từ tác phẩm của họa sĩ đường phố cho tới các tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng. Đây là tiêu chuẩn văn hóa của mình đó. Wow, đúng là một bộ sưu tập đồ sộ. Mình có thể xem những bức tranh này một chút được không? Một chút thôi. Bạn cứ tự nhiên. Bây giờ mình sẽ đi về phòng của mình. Danji, bạn ở lại lâu lắm luôn rồi á. Phải ha, đúng là mình đã ở quá lâu rồi. Trời đất ơi, nãy giờ bạn đang vẽ cái này á hả? Bạn đã giúp mình rất nhiều khi cho mình tham quan căn phòng này. Vốn dĩ mình vẫn chưa biết ngày mai sẽ vẽ cái gì, nhưng khi đến đây mình cũng có một chút ý tưởng đó. Cảm ơn bạn. Nếu muốn cảm ơn thì ngày mai hãy ráng giành giải thưởng đi. Vậy nha, bây giờ mình phải về đây. Mình có để cho bạn một món quà ở trên bàn đó. Bạn nhớ xem nha, mong là bạn sẽ thích nó. Vậy ngày mai gặp ở trường ha. Quà hả? Cái gì đây? Là mình mà. Cảm ơn bạn đã cho mình xem những bức tranh rất tuyệt vời. Mặc dù có những lúc bạn đã làm cho mình hơi khó chịu. Mình chưa bao giờ nhận được món quà nào xinh đẹp như vậy. Gì vậy trời? Mình mới về nói cái gì vậy? Ơn Huy ơi, xuống ăn tối với mẹ đi con. Dạ con biết rồi, con sẽ xuống liền đây. Shadow ơi, nhanh nhanh lên đi con. Còn lề mề nữa là sẽ trễ giờ đó. Con làm cái gì mà đeo lủng lẳng vậy hả? Chỉ cần bỏ vài thứ vào một cái túi là được rồi. Không thể qua loa được, con cần phải mặc như vậy để nhìn giống như một nghệ sĩ thật thụ. Màu mè quá đi. Mà thôi, hôm nay con muốn làm gì thì cứ làm. Bạn quậy gì nữa vậy Ên Hôi? Nhanh lên, chúng ta đi thi thôi. Cha Đu nè, tuy cuộc thi này rất có ý nghĩa với con, nhưng đừng quan tâm quá vào giải thưởng. Con chỉ cần cố gắng hết sức là được. Nhưng nếu được nhận thưởng thì tốt hơn. Con biết Đan Ghi vẽ rất giỏi, tụi con còn là bạn bè thân thiết của nhau nữa. Nhưng con đã luyện tập rất chăm chỉ nên con muốn được nhận kết quả tốt nhất có thể. Với lại mẹ cũng biết là giải thưởng rất có giá trị mà. Thiệt hả con? Còn có cả tiền thưởng nữa sao? Còn giá trị hơn cả tiền thưởng nữa. Người đạt giải nhì sẽ có một buổi triển lãm tại bảo tàng. Còn người đạt giải đặc biệt sẽ được tham gia cuộc thi mỹ thuật dành cho trẻ con tại Mỹ. Cái gì? Nếu giành được giải đặc biệt thì sẽ được đi Mỹ miễn phí sao? Có thể đón xe buýt đến đó mà. Xe buýt làm sao mà nhanh hơn xe hơi được. Thật ra mình đón bạn là muốn cảm ơn bức tranh bạn đã tặng mình hôm qua. Thật ra mình đã định bỏ bức tranh đó rồi, vì mình nghĩ thế nào bạn cũng sẽ quăng nó đi mà thôi. Tuy nhiên đường nét trên gương mặt bạn lại quá xinh đẹp nên mình không nỡ bỏ, đành đánh liều tặng cho bạn. Mình xinh đẹp hả? Tất nhiên rồi, mắt mũi miệng của mình vừa rõ nét vừa đẹp đúng chuẩn. Chúng ta đến nơi rồi kìa. Cái gì sao nhanh dữ vậy?
Cũng không nhanh lắm đâu, chúng ta bị kẹt xe mà. Chadu ơi, hôm nay sẽ có kết quả của cuộc thi vẽ có đúng không? Mình nghe nói hôm nay sẽ thông báo kết quả mà không biết sao nữa đây. Các em ơi, các em ơi, cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc vừa rồi đã có kết quả đó. Cả hai giải thưởng cao nhất đều thuộc về thành viên của lớp chúng ta. Dạ, nếu được giải đi. Người được giải đặc biệt là ai vậy cô? Người đã đạt giải đặc biệt của cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc đó chính là Dangi. Chúc mừng em. Và bạn Chadu đã đạt được giải nhì. Yeah, Quang Hương, bạn đã làm được rồi. Và mình cũng làm được luôn. Cho Chadu, khả năng của bạn cũng chỉ được tới đó mà thôi. Dangi mới là người giỏi nhé. Dangi ơi, cuộc thi ở Mỹ là tuần sau có đúng không? Sau khi thi xong còn được trải nghiệm văn hóa trong vòng 4 ngày nữa hả? Dangi, mình ghen tị với tài năng của bạn á. Dangi nè, bạn nhất định phải giành giải đặc biệt tại Mỹ nha. Hãy chứng minh tài năng của trẻ con nước mình với thế giới. Mấy bạn à, mình không thể đi Mỹ được. Cái gì chứ? Tuy là có tài trợ chi phí tham gia cuộc thi, nhưng nhà mình vẫn không thể đảm đương được chi phí cá nhân nên mình không đi. Dù sao mình cũng thỏa mãn với giải thưởng toàn quốc rồi. Sau này mình sẽ có một cơ hội khác thôi. Dangi à, cô chào tất cả các em. Hôm nay tiết 1 sẽ là tiết học ngoài trời. Tất cả chuẩn bị ra ngoài nào. Cô ơi cô, hôm nay bạn Dangi vẫn chưa tới. Bình thường bạn ấy không bao giờ nghỉ học hết. Cô cho em tới nhà bạn ấy để hỏi thăm được không cô? Ôi trời, thì ra các em vẫn chưa biết gì hay sao? Trong mấy ngày tới, bạn Dangi tạm thời không đi học được, vì bạn ấy đã đến Mỹ để tham gia cuộc thi mỹ thuật rồi. Dạ. Mấy ngày trước, có một vị mạnh thường quân đã tài trợ toàn bộ chi phí cá nhân thi ở Mỹ cho Dangi rồi đó. Vậy nên cô muốn các em hãy cổ vũ để bạn ấy có thể đạt thành tích tốt nhất. Tài trợ toàn bộ sao? Cô ơi, cô ơi, muốn nói. Hình như hôm nay bạn Ân Huy cũng chưa tới lớp luôn á cô. À, hôm nay Ân Huy không được khỏe cho nên mẹ của bạn đã xin cho bạn nghỉ rồi. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Sao mình vẫn giúp bạn ấy đi Mỹ chứ? Mình đâu có cần bạn ấy làm gì nữa đâu. Tại sao lại để cho bạn ấy đi Mỹ không biết nữa. Ân Huy ơi. Dạ mẹ, có chuyện gì vậy? Con nói không khỏe mà, sao lại ngồi vậy? Vì con nhờ mẹ đã làm xong cho con rồi đó. Không ngờ con lại thân với Dangi đến như vậy. Đâu có thân thiết cái gì đâu mẹ. Chỉ là con cảm thấy bạn ấy rất đáng thương mà thôi. Nhưng mà bức tranh đó là gì vậy mẹ? À, con hỏi cái này đó hả? Mẹ tham gia buổi triển lãm, thấy nó đẹp quá nên đã mua về đó. Mẹ nghĩ nếu như để trong phòng con sẽ rất là hợp. Mẹ ơi, mẹ lại mua tranh nữa hả? Lần này là gì á? Cái này. Mẹ ơi, mẹ ơi. Hôm nay ở buổi triển lãm có người đã mua tranh của con rồi đó. Cái gì? Mà mẹ nghĩ là chắc ba của con đã mua bức tranh đó để cổ vũ cho con thôi. Tuyệt đối không phải đâu. Ba không thể nào biết được đó là tranh của con. Sau khi thảo luận với các bạn, con đã sử dụng nghệ danh của mình trên bức tranh. Ôi trời, thiệt luôn hả? Vậy nghệ sĩ Choi Chadu đã lấy nghệ danh là gì vậy ta? Michelangelo. Bạn Dangi chính là ngài tàn nhang. Chính là ngài tàn nhang. Chính là ngài tàn nhang. Đồ tàn nhang, đồ tàn nhang. Choi Chadu, em làm gì vậy? Các bạn đã nói cho cô biết em chính là người đầu tiêu những trò chọc ghẹo những bạn khác. Tại sao em lại làm như vậy hả? Giờ em hãy mau giải thích cho cô nghe. Thưa cô, em chỉ giỡn cho vui thôi. Cái gì? Cô à, em chỉ giỡn chút cho vui thôi chứ có làm gì quá đáng đâu. Chính cô cũng biết rõ mà. Ở trong lớp, em chính là người phụ trách làm cho các bạn cười. Chết 50 lần câu em xin lỗi mai nộp cho cô. Và phải có con cháu của phụ huynh nữa. Ngon nè, tủa nè. Chadu à, cơm có rồi, mau ra ăn tối đi. Làm sao mà
đập con sẽ ăn sao? Cha Đu vừa mới nói cái gì? Mình có nghe lầm không ta? Giờ thì mình đã sẵn sàng. Mình đã chép phạt xong rồi. Giờ chỉ cần lấy được con dấu của mẹ nữa là có thể ngủ ngon. Ngon gót, ngon gót. Thôi nè. Ở đâu ta? Ở đâu? Ở đâu? Nó đây rồi, đã tìm thấy rồi. Là ai đó? Có trộm, có trộm. Có trộm hả? Mẹ ơi, là con Shadow đây. Vậy có nghĩa là con lén lấy con dấu của mẹ để đóng lên bài chép phạt của mình. Con bị cô giáo bắt chép phạt, sao dám nói dối là làm bài tập chứ? Nhưng mà con có làm gì sai đâu. Giơ tay lên. Con chỉ đùa giỡn với các bạn ở trong lớp mà thôi. Bắt con chép phạt như vậy là hơi quá khắt khe. Có đúng không mẹ? Gì hả? Vì con không muốn làm ba mẹ phải lo lắng chỉ vì bài chép phạt, bởi nó không quan trọng gì hết, nên con mới lén lấy con dấu thôi. Ôi trời, con thật sự là một người rất tuyệt vời. Từ giờ trở đi, mọi người ở trên thế giới này cần phải ca ngợi và cúi đầu trước mặt con, đúng chứ con? Cái gì hả? Chỉ đùa giỡn với các bạn mà thôi. Chọc kẹo bạn học chỉ là đùa giỡn thôi hả con? Vì ai cũng nghĩ rất là vui mà. Ôi rồi. Vậy thì người bạn con chọc ghẹo thì sao? Người bạn đó có cảm thấy vui hay không? Con có nghĩ tới cảm giác của bạn đó hay không vậy? Danji đâu có nói là bạn ấy hỏng thích đâu. Cha Đu à, nhớ lại lúc trước khi ba còn trẻ, cũng do ba có chiều cao thấp hơn so với những bạn trai khác cùng lớp, chính vì vậy ba luôn phải ngồi ở đằng trước. Có biết tại sao gọi bạn ấy là kẹo dẻo không? Sao lại gọi vậy? Vì bạn ấy nhỏ như kẹo dẻo vậy đó. Ủa? Nè, bạn thật sự đứng lên rồi đó hả? Vậy mà cứ tưởng bạn vẫn đang ngồi á chứ. Đúng rồi. Nè, đừng có chọc ghẹo mình. Vậy thì sao? Tụi mình cứ muốn chọc ghẹo bạn đó. Bạn định sẽ làm gì tụi mình đây? Hả? Định đánh mình sao? Phải, đánh thử coi. Ơi, mình đói bụng quá. Lấy cho mình miếng bánh mì coi. Sao mình phải đi lấy? Không chịu hả? Đi mau đi. Kể từ hôm nay trở đi, bạn phải xách cặp cho tụi mình. Sao, không chịu hả? Nè, muốn chết hả? Ôi, và cũng từ bây giờ bạn là bé tí teo. Đó chính là biệt danh mình đặt cho bạn đó nha. Tại vì bạn lùn quá nên khó có thể nhìn thấy được mà. Bé tí teo, mang cặp của tụi mình cẩn thận đó biết chưa? Chọc kẹo bạn ấy vui quá trời luôn đúng không? Chắc chắn rồi. Ba ơi. Ơi mình nè, chuyện qua rồi. Nghĩ lại vẫn thấy rất đau lòng. Anh mới đúng là kẻ nói dối. Anh chính là kẻ chuyên gây rắc rối thì có. Anh đẹp bà xã, làm sao mà em biết được vậy? Mẹ anh đã kể hết với em rồi. Mẹ nói là anh không lo học, lúc nào cũng chỉ la cà phá phách với bạn bè mà thôi hả? Nhưng mà em có cần phải đem chuyện đó ra nói lúc này hay không vậy? Bộ không lẽ em phải im lặng khi biết anh đang nói dối trước mặt con của mình hay sao? Vậy liệu có tốt hay không khi nói với con rằng ba nó là kẻ gây rắc rối hả? Còn em thì sao chứ? Anh còn biết trước khi lên trung học em cũng từng là một nữ sinh nghịch ngợm ở trong trường á. Ôi trời ơi, em thật sự không có như vậy. Ai nói với anh? Em hay gái à. Của em đã kể hết đó. Ôi trời. Hả? Cho cha đu. Nè, cho cha đu. Tất cả đều là lỗi của anh hết. Ai nói là lỗi của anh? Đó là lỗi của em mới đúng. Ủa? Chứ ít ra thì anh cũng đã cố gắng. Giờ không phải là lúc mình cãi nhau. Làm sao để cha đu hiểu là nó đã gây ra chuyện gì ta? Mình ơi, sao chúng ta không thử cách này? Cách gì?
Trời đất ơi, giờ này mà vẫn còn ngủ hả? Ba ơi, có chuyện gì vậy ba? Dạ đau quá, bụng của mình. Trời ơi, phải đi vệ sinh mới được. Mẹ ơi, mẹ ơi, con thích quá. Tất cả mọi món mà mẹ nấu đều ngon nhất trần đời. Vậy sao? Con trai yêu quý của mẹ. Nói thiệt nha, mẹ cũng rất gì thích chứ? Sao hồi nãy mẹ lại làm lớn mình? Mẹ ơi, vậy còn con thì sao? Đúng rồi, còn con nữa. Mẹ quên mất, là đứa con gái thứ hai của mẹ. Mimi à, mẹ thật hạnh phúc khi nấu thức ăn cho con. Đúng vậy. Còn phần ba, mỗi ngày đều cố gắng làm việc chăm chỉ để có tiền mua thức ăn ngon cho các con đó nha. Còn con nữa. Ôi trời ơi, hả? Mới đây đã sắp tới giờ đi làm rồi sao? Mình ơi, nhanh lên đi, có chừng trễ giờ. Phải, đúng rồi đó, anh phải chuẩn bị đi làm thôi. Không nghe thấy con nói. Tại sao lại giả vờ không nhìn thấy con? Tại sao? Ba mẹ thiệt là xấu quá đi. Con ghét hai người. Gì vậy? Ba mẹ làm vậy là muốn giỡn với con chút thôi mà. Đúng như vậy, ba mẹ chỉ giỡn với con một chút thôi. Con cảm thấy bị tổn thương, có đúng không? Con nghĩ điều ba mẹ làm có vui không? Nếu con ở vị trí của người đó, nó có thể khiến con bị tổn thương. Vậy con đã hiểu chưa? Bây giờ con đã hiểu được cảm giác của người bạn bị con chọc ghẹo rồi chưa hả? Con không biết. Giờ con đi học đây. Hả chị ơi, chờ em đi chung với. Chị ơi. Trời ơi, bạn bỏ lỡ rồi hả? Thật sự là vui lắm á. Mimi mập kìa. Là quá đáng. Sao vô vậy? Sao các em dám chọc ghẹo em gái Mimi của chị chứ? Dạ, không có, tụi em đâu có chọc ghẹo. Tụi em chỉ giỡn chút xíu cho vui thôi. Vậy là giỡn cho vui đó hả? Mimi đang khóc kia kìa. Con biết là bị tổn thương rồi đó. Vậy mà dám nói là giỡn cho vui thôi sao? Sao chị không la họ nữa vậy? Để họ khỏi chọc ghẹo em. Nhưng mà chị không có quyền la bất kỳ ai. Hả? Chị ơi, chờ em với. Sao chị đột nhiên bỏ đi gấp quá vậy hả? Chờ em với. Lúc giết em có suy nghĩ gì không? Dạ có. Em không biết việc chọc ghẹo của em có thể sẽ làm tổn thương tới một người nào đó như vậy. Từ nay trở đi, em sẽ không bao giờ đùa giỡn hay chế giễu bất kỳ ai nữa đâu. Thật tốt quá, em đã hiểu được bài học của mình rồi đó. Nhưng mà cô ơi, bây giờ nếu như em muốn đối xử tốt với bạn Dangi thì em phải làm sao thưa cô? Bất cứ việc gì mà em làm, nếu em có thể bày tỏ được sự quan tâm của em đối với Dangi, bạn ấy cũng đều thích em à. Thật như vậy hả cô? Tất nhiên rồi. Món quà gì để thể hiện sự quan tâm với Dangi đây? Mình biết rồi. Nè, Shadu, gì vậy? Bạn định làm gì với cây bút sáng của mình vậy? Dangi à, sẽ không còn ai chọc ghẹo mấy cái nốt tàn nhang của bạn nữa đâu. Gì hả? Thật sự bạn muốn thử sao? Bạn không cần phải cảm ơn mình gì hết. Cứ xem như là món quà chuộc lỗi vì mình đã chọc ghẹo bạn suốt thời gian vừa qua. Chuyện này thật sự không có gì đâu à. Chúng ta là bạn bè mà, mình chỉ làm những chuyện cần phải làm thôi. Chuyện này đã làm bạn cảm động lắm có đúng không? Mình biết ngay mà. Trời cha đu, thật sự cô không hiểu nổi. Lần này em đã chết
tiền sinh hoạt của mình đã hết từ tuần trước rồi. Bây giờ môi mình đang co giật vì không thể ăn vặt đây. Con muốn đá tay luôn. Đó là gì vậy? À đúng rồi ha, tiệm kem gần đây đang khuyến mãi á. Họ bán kem ốc khổng lồ Tornado với giá siêu mềm. Chỉ trong hôm nay thôi. À, kem khổng lồ Tornado sao? Minchi à, có giảm giá còn bao nhiêu vậy? 500 won. Chỉ có 500 thôi à mẹ ơi, đây là lần cuối cùng đó. Mẹ không biết gì hết, con đừng có nói nữa. Ôi trời ơi, không thể tin là con lại cố gắng để xin 500 won đó nha. Ba cho con 500 won thôi đi mà ba. 50 won ba con không có nữa. Biết vậy sao từ đầu con không chịu tiết kiệm. Mẹ ơi, mẹ muốn sai con làm gì cũng được hết. Đây, nhớ tiết kiệm á. Dạ, con biết rồi mẹ. Minchi à, là mình nè. Tụi mình mau chị đi ơi, mua kem ốc khổng lồ Tornado trước khi nó. Không được. Cái khe này nhỏ quá đi, tay của mình không giới tới được. Hai đứa mau đi lấy cho chị cái cây lau bụi, nhanh lên. Đường tới rồi, hình như dưới này có cái gì đó. Nếu như mẹ thấy thì bạn ấy sẽ trở thành lịch sử luôn. Mau vô trong đó đi. Mimi à, Babi nữa, không được nói với mẹ về bạn ấy, biết chưa? Hai đứa hiểu rồi chứ? Mình tưởng bạn muốn tới nhà mình chơi chứ, sao lại rủ mình đi? Hôm nay ba mẹ của bạn đi vắng hả? Mình nói nghe nè, mọi người hãy giúp mình đẩy cái tủ quần áo này ra đi. Nữa đi, cố gắng lên. Chỉ một chút nữa thôi, sắp được rồi kìa. Làm tốt lắm. Ê, có cái gì ở bên đó vậy? Chính là cái lỗ này. Đó là chuột chuỗi mà. Bạn nói đó là chuột chuỗi hả? Chị ơi, nhìn nó nè. Sao mà con chuột chuỗi đó có thể sống ở đây được vậy? Nhìn nó như em bé. Nó đáng yêu quá. Các bạn nhìn kìa, hình như em bé đang đói lắm thì phải. Mẹ của em ấy đâu, không lẽ là trẻ mồ côi sao? Em ấy không có mồ côi, bạn đừng có nói như vậy chứ. Em ấy vẫn còn có tuổi mình mà, có đúng không? Đu đu. Đu đu. Sao hả? Em có thích cái tên của mình không, Đu Đu? Không được đâu, Sa Đu à. Chuột chuỗi là động vật hoang dã, vậy nên bạn không thể đem nó về nhà làm thú cưng được. Với lại ba mẹ của nó sẽ rất lo lắng nếu như không. Ê, bỏ ra. Mấy đứa ơi, coi đến chơi hả? Đang ở trong phòng của không ba mẹ. Không được để cho ba mẹ thấy nó. Mau vào trong đó đi, Đu Đu à, nhanh lên. Đẩy tủ quần áo về vị trí cũ ngay lập tức. Mấy đứa bị cái gì vậy hả? Ngon quá đi à. Yeah.
ràng là mấy ngày nay mình nghe có tiếng động gì đó ở dưới tủ quần áo. Chắc là ở trong nhà có chuột rồi, cho nên mẹ sẽ mua 7 về đặt. Còn nữa, trên bánh mì này có thuốc chuột, mấy đứa không được ăn đâu, có biết chưa? Thuốc chuột hả mẹ? Tối nay mấy đứa bị cái gì vậy hả? Đu đu ơi, đu đu à, có gì đó không hay rồi. Bình thường kêu một tiếng là em ấy lên liền mà. Đu đu ơi, đu đu ăn chú uống chuột rồi. Bác sĩ ơi, mau cứu em ấy đi. Bác sĩ làm sao phải cứu em ấy đây? Mấy đứa làm cái gì vậy? Chị hai, đu đu sẽ không sao chứ? Em ấy đang bệnh mà, để em ấy về hang như vậy có ổn không? Nguyên ngày hôm nay em ấy hầu như không ăn được cái gì hết. Chắc giờ này ba mẹ ngủ hết rồi có đúng không? Phải tin tưởng đu đu, chắc là em ấy sẽ tốt lên thôi. Em thấy vui quá chị ơi. Bà xã à, hình như là trên mặt của anh có mùi gì đó ngộ ngộ đúng không? Anh hỏi câu đó là có ý gì hả? Mà tối nay có bao nhiêu người qua nhà mình hả? Nếu tính luôn cả giám đốc thì có khoảng 3-4 người. Lần này anh sẽ được đánh giá về việc thăng chức. Em ráng thể hiện cho tốt nha. Wow, chị Trôi, công nhận chị khéo tay thiệt đó nha. Cũng đơn giản thôi mà, chắc là mọi người đã đói rồi, mau ngồi xuống ăn đi. Tụi con chào cô chú. Ôi trời, được rồi, được rồi. Quản lý Trôi, mấy đứa nhỏ nhà cậu ngoan quá đi. Dạ, sếp quá khen, sếp làm em thấy xấu hổ quá đi. Quản lý Trôi nè, anh có thể đưa chúng tôi đi tham quan nhà anh được không? Hả? Hôm nay không được đâu. Trời ơi, mấy cái đứa này, sao các con lại không dọn phòng hả? Lập tức dọn phòng, mau lên. Không được đâu mẹ ơi. Thôi được rồi, không sao đâu. Dù gì đây cũng là phòng của bọn trẻ mà. Tính ra thì căn phòng này cũng dễ thương đó chứ. Con tên là Cha Đu hả? Không biết con ở trường. Ôi trời ơi, giám đốc ơi, giám đốc có làm sao không? Giám đốc có làm sao không? Trời ơi, trời, chuyện gì đang xảy ra vậy? Xin lỗi giám đốc nhiều lắm, tôi cũng không biết là sàn nhà lại bị hư. Không, thật ra là chỉ có chút vấn đề nhỏ thôi. Vậy phòng này không có vấn đề gì chứ? Dạ, phòng này thì không vấn đề gì. Giám đốc ơi! Chuyện này là sao? Đó là con gì vậy? Thôi chào cả nhà, chúng tôi xin phép đi về đây. Chuyện này đúng là quá hoang đường mà. Ai đời lại mang chuột chuỗi làm thú cưng chứ? Mấy đứa muốn phá nhà hả? Có ai ở nhà không? Chúng tôi là dịch vụ bảo trợ động vật hoang dã đây. Dạ, mời vào. Đu đu à, em mau chạy đi. Rắc rối rồi, nó di chuyển nhanh quá. Mau lên, che hết mấy cái lỗ lại. Chú xin lỗi nha, bây giờ tụi chú phải đi đến một địa điểm khác rồi. Đu đu ơi! Đu đu ơi, chị xin lỗi vì không thể bảo vệ em. Hãy tự chăm sóc bản thân nha. Chị xin lỗi. Đu đu ơi! Ba mẹ con đi học. Lên được kìa, lên được kìa, đánh đây, đánh đây, đánh lên. Đúng rồi. Thầy rồi á. Nó chui xuống vậy. Ê, con chuột chuỗi đâu mất rồi? Sao nó có thể thoát ra được chứ? Chán thiệt, lại thua nữa rồi. Thôi đi đi. Nếu có chuột thiệt chắc vui hơn á. Đúng rồi. Rồi. Trứng trứng. Cha Đu à, chờ mình với. Sao
bạn buồn vậy? Có chuyện gì hả? Ngày 100 đếm ngược tới kỳ nghỉ đâu hả? Mới đi học gần một tháng mà muốn nghỉ rồi là sao? À chị ơi, chị làm bài tập chưa? Đừng nói chị quên nữa nha. Em gái Mimi à, chị biết chúng ta là người cùng một nhà, nhưng cũng nên bảo vệ quyền riêng tư của nhau mới được, hiểu chưa? Vậy thì em sẽ tôn trọng sự riêng tư của chị chứ. Dĩ nhiên rồi. Bạn ấy kìa. Thật sao? Chắc là không phải bạn ấy đâu. Thấy chưa? Mình biết bạn cũng không tin. Không dễ thương gì hết. Nói không dễ thương là còn đỡ. Phải nói là xấu ghê gớm. Nhưng mà cứ tưởng là mình đẹp lắm. Nè, mình nghe thấy hết đó nghe chưa? Mimi cũng đâu tới nỗi nào đâu. Sao họ lại dám nói em của chị xấu xí chứ? Em đừng có lo Mimi à. Lớn lên em sẽ thay đổi thôi hà. Chắc chắn em sẽ xinh đẹp giống như là chị đây. Đi em thôi. Cảm ơn chị nhiều lắm. Hẹn gặp chị ở nhà ha. Bạn ấy là cha đu á. Thật sao? Đừng có cười bạn ấy nghe thấy bây giờ. Gì vậy chứ? Họ học lớp 3-4 đúng không ta? Họ bị làm sao vậy? Ninja à? Hả? Shadow à, chào bạn, bạn mới tới hả? Bộ trên mặt mình có dính gì hả? Không có, sao vậy? Vậy thì tại sao mấy bạn gái lớp 3-4 cứ cười nhạo mình vậy? Nhớ lại mấy bạn ở ngoài đường cũng học lớp 3-4 luôn đó. Đúng là kỳ lạ thiệt, không biết là vì sao. Đúng rồi ha, không lẽ là... Bạn có nghĩ nhìn mình mắc cười lắm không? Không có gì mắc cười hết á. Mình nói thật lòng không có nói dối đâu nha. Cha đưa bạn rất là dễ thương. Thiệt không? Cảm ơn bạn nha Minchi à. Không có gì hết. Mình chỉ nói ra sự thật thôi à. Vậy thì sao chứ? Bạn làm gì được mình? Có bắt được mình hay không hả? Mình chạy nhanh lắm đó nha. Hãy coi đây. Ôi à. Trời. Lại là lớp 3-4. Họ đang cười mình sao? Trời đưa cái chân kia. Bạn chắc chắn là nhìn mình không thấy mắc cười chứ. Đã nói bạn dễ thương mà. Các bạn đang làm gì vậy? Các bạn có muốn chơi hay không? Sao còn đứng ở đó chứ? Shadow, còn phải tập trung vào trò chơi chứ. Bởi vì bạn không thể... Trời ơi, mình xin lỗi nha anh ơi. Đáng lẽ ra bạn không nên rời mắt khỏi trái banh chứ. Mình vẫn chưa bị loạn. Các bạn nhìn Shadow đi kìa. Đó, đâu có gì hay đâu. Nhìn mặt mắc cười ấy sợ. Hả? Nhìn mình rồi cười vậy chứ. Mình cũng không biết. Không lẽ là gì vậy? Bộ có chuyện gì hay sao hả? Đúng vậy rồi. Chắc chắn chỉ có thể như vậy thôi à. Các bạn lớp 3-4. Các bạn lớp 3-4 sao? Họ đã ghen tị với vẻ đẹp, tính cách dễ thương và nét cuốn hút của mình. Ôi, mình dễ thương quá đi. Cũng có thể lắm á. Sao gương em ạ?
Và sau đó quay lại mặt đất, đừng có nằm mơ nữa. Sao chứ, nét cuốn hút mà. Bạn mới là người cần phải soi gương đó. Lỗi nha Minh Chi. Nè, cho cha đâu. Cha đâu à? Mình xin lỗi bạn lần nữa nha. Nè, cho cha đâu. Rốt cuộc là bạn đã làm cái gì mà khiến học sinh lớp 3, 4 tới lớp mình gây náo loạn như vậy hả? Làm sao mình biết được chứ? Bạn làm mình giận mình á. Nhưng mà sao tự nhiên bạn lại nổi giận như vậy hả? Thì tại gì? Sao bạn lại nổi giận? Thì là bởi vì tại vì mình là lớp trưởng lớp chúng ta, mình không thể để lớp khác vào đây gây rối như vậy được, bạn hiểu chưa? Bạn ấy nói cũng đúng. Đúng rồi. Mà bạn có biết Sơ Trân là ai không? Mình đâu có biết đâu, chưa từng nghe qua tên đó luôn. Ôi trời ơi, vậy nghĩa là Sơ Trân phải làm bạn thiệt rồi đó. Ôi trời trời trời, thiệt là lãng mạn quá. Bạn làm gì vậy hả? Đi với mình, chúng ta đi tới lớp 3-4 và tìm xem Ly Xê Trông là tên nhóc nào. Bạn làm gì vậy? Mình chưa ăn xong bữa trưa của mình nữa mà. Bỏ tay ra, nhanh lên. Ly Duyên Sức, sao bạn dám làm như vậy chứ? Mình nói mau bỏ tay mình ra. Thiệt là lãng mạn quá đi à. Nè, ở lớp này ai tên là Ly Xê Trông? Ba bước ra coi. Ôi trời, thiệt là mắc cỡ quá đi. Sao bạn lại làm vậy nữa? Không phải bạn cũng đang muốn biết người thầm thích bạn là người nào sao hả? Mình không hề có ý muốn đó à nha. Ly Xê Trông chính là mình đây. Bây giờ thì mình bắt đầu tò mò rồi. Ôi trời ơi, bạn ấy thiệt là đẹp trai quá đi. Bạn đẹp trai này thích mình thiệt sao? Bạn chính là cái người đã nói với cả trường rằng bạn rất thích cha đu đó hả? Đúng như vậy. Vậy chuyện này là thiệt? Ôi hoàng tử ơi, chàng bước ra từ chuyện cổ tích nào vậy? Nhưng mà một người như bạn tại sao lại có thể thích cha đu được chứ? Hả? Cái gì vậy? Nè, Jun Sắc à, sao bạn lại nói như vậy chứ? Là bởi vì cha đu của mình. Vậy? Cha đu của mình hả? Là một cô gái vừa xinh xắn vừa dễ thương. Ngoài ra cậu ấy là người có cá tính, vừa lạnh lùng nhưng cũng vừa ấm áp. Thì ra cậu ta hiểu rất rõ tính cách của cha đu. Ôi, bạn thiệt là, mình biết là bạn thích mình, nhưng mà sao bạn lại nói ra những điều đó trước mặt mình như vậy chứ? Là mình mắc cỡ muốn chết. Bạn ấy đang ở đây sao? Cha đu cũng đang ở đây sao? Cha đu à, Du cha đu. Cha đu à, bạn đang ở đây sao? Du cha đu. Nè, tụi mình mau đi thôi. Cái gì? Là tụi mình sao? Cha đu à. Biết ngay là không phải rồi. Thì ra là Du cha đu lớp 38. Mình đã nói là hơi kỳ lạ rồi mà. Du cha đu đó là ai và có gì nổi tiếng chứ? Chơi cha đu của chúng ta mới là tuyệt nhất, có đúng không Minh Chi? Đúng vậy, chuyện đó đương nhiên rồi. Tính cách của bạn Sơ Trông đó sao xứng với cha đu được hả? Lúc nãy á, lúc mình nhìn bạn ấy và nói ây da, trời ơi, đi đứng gì mà không nhìn gì. Ủa? Bạn có sao không vậy? Có bị đau ở chỗ nào không? Mình xin lỗi. Bạn cần xin lỗi đâu mà. Lẽ ra mình cần phải nên cẩn thận hơn chứ. Đúng rồi, mình là Lee Jun Sắc, lớp trưởng lớp 3-1. Mình là lớp phó lớp 38, Yu Cha Du. Bạn thật sự không sao chứ? Yu Cha Du. Bây giờ mình phải vào lớp đây. Tạm biệt. Tạm biệt bạn. Khoan đã, mình đi với bạn nha. Hả? Khi
xê trông thiệt đáng ghét. Sao dám chọn đối tượng cao như vậy chứ? Thiệt quá ngạo mạn. Vừa xúc à? Hả? Coi chừng kìa. Cứu mình với! Ngày hôm đó bạn Dương Sắc bất tình là nắm tay của Cha Đu rồi kéo sang lớp 3-4. Các bạn cũng thấy mà. Cảnh đó thật là lãng mạn. Đúng như vậy. Thái độ của Dương Sắc rất là giận dữ. Vì vậy bạn ấy đã kéo cánh cửa ra rất là mạnh. Trời nói anh là Lee Sơ Trong, bước ra. Lee Sơ Trong chính là mình đấy. Và thật không ngờ bạn Lee Sơ Trong cũng là một người rất là đẹp trai. Nhưng cũng vì trong lòng đã thích Cha Đu từ lâu, cho nên Dương Sách đã không lùi bước. Cho dù mọi người có nói gì thì Cha Đu cũng là bạn gái của mình. Khôn hồn thì quên đi, Cha Đu là bạn gái của mình. Bạn đừng có nằm mơ. Bạn nói như vậy cũng có nghĩa là bạn muốn gây chiến. Mau dừng lại đi. Mình xin hai bạn hãy mau dừng lại đi. Nếu như hai bạn đánh nhau chỉ vì mình thì... Chờ đã, Cha Đu. Phải làm sao đây? Bạn vẫn chưa kể xong hả? Chút nữa mình kể tiếp nha. Bạn không sao chứ? Nhân vật chính trong câu chuyện lãng mạn. Minji à, bạn thân của mình Minji à, mình đang cố gắng để quên đi chuyện ngày hôm đó đó. Nhưng không hiểu tại sao thiệt là khó, tới nỗi mình không thể nào ngủ được luôn. Sao bạn lại cứ nhắc tới hoài vậy chú? Nhưng dù sao, câu chuyện đó thật sự rất là lãng mạn mà. Lãng mạn hả? Đó là do bạn nghĩ nó lãng mạn thôi. Bạn cũng có mặt ở đó, sao lại có thể nói như vậy được chứ? Mình mất mặt lắm, bạn có biết hay không hả? Bạn tưởng mình làm như vậy là vì mình đó hả? Tất cả thì mình làm là vì bạn đó, biết chưa? Là vì mình sao? Đúng vậy. Tất cả học sinh ở trong trường này, từ khối lớp 1 tới khối lớp 6, ai ai cũng đều biết chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Hả? Cái gì chứ, thật vậy sao? Nếu vậy thì mình phải làm sao bây giờ? Ôi trời ơi. Ha, Minji à, mình chuyển trường đây nha. Bạn ở lại ha. Dù bạn có chuyển trường đi đâu thì tin đồn đó cũng sẽ đi theo bạn thôi à, biết chưa? Chính vì vậy mình mới nghĩ cách biến câu chuyện hài lãng mạn rẻ tiền ngày hôm đó thành một câu chuyện tình cảm tay ba phức tạp nhưng cực kỳ lãng mạn luôn. Và nói một cách khác, trước khi quá trễ, mình đang che giấu chuyện của bạn bằng phiên bản chuyện của mình. Xin bạn hãy tha thứ cho mình, thật sự mình đã quá nông cạn rồi. Đứng lên đi bạn thân của mình, tình bạn của hai chúng ta là mãi mãi. Mình cần phải làm gì đây? Bạn mau nói đi Minji à. Cha Đu à, bạn cứ là chính mình thôi, cũng giống như là bây giờ nè. Ồ, Minji à, bạn đúng là... Việc còn lại để mình giải quyết. Ủa, ngon quá, cho mình cắn miếng. Nè, cái gì kìa? Hãy
dương sốc với hơi thở hỗn hợp đã xuất hiện. Rồi sau đó tiến tới Shadow nắm lấy tay bạn ấy và kéo đi theo mình. Dương sốc à, hãy đi chậm lại thôi. Hết đuổi theo họ. Có mau đứng lại hay không? Không, đây là ta đã bắt được các ngươi rồi. Dương sức à? Minji à? Dương sức à? Á trời! Sao vậy hả? Có chuyện gì vậy? Tại sao mình lại có mặt ở đó chứ? Bạn hỡi đón kìa. Minji à, bạn về nhà một mình nha. Vì hôm nay mình cần phải đi mua một vài thứ lặt vặt cho mẹ của mình. Mình có thể đi cùng với bạn à? Minji à, không cần đâu. Bạn là tiểu thuyết gia, vì vậy cần phải tập trung để viết ra một câu chuyện thật là hay. Phải cha đưa à, hãy tin ở mình nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Công nhận là đi học về có một mình buồn thiệt đó. Đúng rồi, mình cần phải tập trung vì cha đu. Hãy tập trung đi nào. Vậy là lúc đó cha đu và vui sức ở vách núi. Minji, chờ ở đây. Sao mình cứ có mặt ở trong truyện hoài vậy? Phải cẩn thận. Bạn không sao chứ? Vô sức hả? Bạn đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Phải cẩn thận chứ. Có chỗ nào bị đau không? Không ngờ Dương Sắc đã có mặt để cứu mình. Ôi trời đất ơi, mình bị sao vậy? Nè, mình ăn phần mì có bánh gạo cay được không? Được thôi. Đã quá à, hôm nay mình thiệt là may mắn. Nhưng mà sao bạn không ăn? Hả? À được rồi, mình sẽ ăn liền mà. Thôi đi, bạn không nên làm như vậy đâu mà. Sao bạn lại ích kỷ với một cô gái tội nghiệp như mình vậy? Bạn phải nên biết cách cư xử một chút đi. Thiệt tình, sao lần nào đi ăn bạn cũng không đem theo tiền hết vậy? Đó là bởi vì mình không có tiền. Nhưng mà bạn của mình lúc nào ở trong túi cũng có nhiều tiền hết. Nhưng đâu có dư trả cho bạn. Shadow à? Chào, các bạn cũng tới đây ăn hả? Minji đi ăn chung với Jun Sắc kìa. Minji sao? Đúng rồi, hai bạn đang làm gì ở đây vậy? Thì ăn chứ còn làm gì. Tại vì hôm nay tự nhiên bạn Minji mời mình đi ăn á. Cái gì sao Minji lại mời bạn đi ăn? Có lẽ tại bạn ấy thích mình thôi. Nè Jun Sắc à, tại sao bạn lại nói như vậy chứ? Shadow à, tại cái chuyện này là gì? Thì ra bạn Minji thích bạn. Shadow lúc đó mình thấy hình như là Shadow cũng có vẻ rất thích Dương Sức. Trời ơi, làm sao giải thích với bạn ấy đây? Shadow, bạn tới rồi. Sự thật chuyện ngày hôm qua là... Bạn không cần phải nói gì hết. Bây giờ mình thật sự không hề muốn nói chuyện với bạn một chút nào. Phải làm gì đây? Chắc là bạn ấy đang giận lắm. Hôm qua trong quán, tụi mình cũng có mặt để chứng kiến sự việc xảy ra. Cho nên tụi mình mới dám mạnh dạn kết luận là Minji đã dùng tiền để cướp Jun Sắc khỏi tay Shadow. Thật vậy sao? Không thể tin được. Theo như những gì mà họ đã ăn hôm qua, có vẻ hai người họ thật sự quen nhau đó, đúng không? Đúng vậy, họ đã gọi món bánh gạo cay với một phần mì. Vậy là rõ ràng rồi. Bánh gạo và mì? Sao Minji có thể làm như vậy? Ăn nó cho cẩn thận. Thật sự chuyện không phải như vậy đâu. Bạn nói Shadow ghen với bạn sao?
Đúng vậy, bạn nên tới gặp và giải thích cho cha Đu hiểu những gì đã xảy ra ngày hôm qua mới được. Nghĩa là cha Đu cũng thích mình phải không? Theo mình thì hình như là vậy á. Thiệt hả? Hiện giờ bạn ấy ở đâu vậy? Hả? 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 À nè, cho cha Đu. Không cần phải ghen đâu. Thì ra mình và Minchi không có gì với nhau hết. Người bạn gái mình thích là bạn. Trời ơi! Nè Yonsuk à, bạn có sao không vậy? Bạn đùa với mình có đúng không? Mình không hề ghen tị với Minchi một chút nào hết. Mà là mình giận vì Minchi đã mời bạn đi ăn bánh gạo mà lại không thèm mời mình thôi. Hả? Bánh gạo sao? Đúng vậy đó, hai bạn đi ăn mà không chịu rủ mình gì hết. Bạn biết rõ là mình thích ăn bánh gạo cay đến như thế nào mà. Trong khi hôm đó mình phải chịu mất mặt để cố năn nỉ Đôn Đôn mua bánh gạo cay cho mình. Thêm mấy món chiên và món dồi nữa. Mình xin lỗi cha Đu. Tất cả là lỗi của mình vì mình đã không chỉ hiểu bạn. Chút nữa tan học tụi mình đi ăn bánh gạo cay nha. Mình sẽ mua cho bạn những gì mà bạn thích. Có thiệt không? Mình sẽ được ăn món dồi và mì có đúng không? Dĩ nhiên rồi, món gì cũng được hết. Chi à, cha Đu à, từ giờ trở đi chúng ta sẽ là bạn bè tốt của nhau mãi mãi. Chúng ta ăn khoai lang và trứng luộc nữa nha. Dĩ nhiên rồi. Các con ơi, vào nhận tiền tiêu vặt đây nè. Ôi trời ơi, sao ngày phát tiền tiêu vặt đến nhanh vậy không biết nữa. Nghe đây, các con sẽ không được mẹ cho thêm đâu biết chưa? Cho nên phải tiết kiệm à. Dạ. Cái bụng của mình hình như bị đói rồi có đúng không? Ngày mai mình sẽ ăn thỏa thích bánh gạo cay và kem để lấp đầy cái bụng của mình. Còn em sẽ mua cái kẹp tóc mà em thích từ lâu. Chị Cha Đu và chị Mimi ơi, em có chuyện muốn nói hai chị nè. Ờ? Cái gì chứ? Không thể nào. Em đang nói thiệt đó. Hai chị hãy nhìn đi. Hả? Vậy là thật rồi. Chị đã mượn tiền của em nhiều như vậy hay sao? Em trai giàu có. Bỏ thêm vào 1 đồng, bỏ thêm vào 2 đồng. Dạ trời, ba mi đã tích góp số heo đất này từ bao giờ nha? Một nửa số tiền trong heo đất đó, chị dám chắc là tiền của chị đó. Đóng lại. Người giàu nhất ở trong nhà mình có lẽ là ba Bi, chứ không phải là ba và mẹ của mình đâu. Đúng vậy, vì em ấy đã bỏ hết tiền vào ngân hàng heo đất rồi. Thiệt là hết nói nổi. Tên nhóc keo kiệt này, sao lại có thể gom góp hết tiền bạc của gia đình như vậy chứ? Chị nói rất đúng, thật là quá đáng mà. Không thể để yên được, chị phải nói chuyện với em ấy mới được. Đúng lắm, chị phải nói em ấy biết những gì mà chúng ta đang suy nghĩ mới được. Chị không tin nổi là em mới tí tuổi mà đã tham lam như vậy rồi đó. Em đang bóc lột từng đồng tiền xương máu của tụi chị, em có biết không? Ba Bi à, em đó. Gì vậy? Không ngờ em vẽ tranh đẹp quá. Ba Bi của chị giỏi ghê. Thiệt không? Thiệt mà. Em nhìn thử đi. Con sư tử này em vẽ nhìn giống y như thiệt luôn. Nhưng đây là chó con mà. Hả? Vậy sao? Chị biết mà, dĩ nhiên là chó con rồi. Ý chị tuy bây giờ chỉ là chó con, nhưng khi lớn lên nó sẽ nhìn giống y như một con sư tử vậy đó. Thật vậy hả? Đáng yêu ghê. Đứa em trai của chị đáng yêu quá à. Chị lại muốn mượn tiền của em nữa rồi có đúng không? Ôi trời ơi, em trai của chị không những vẻ đẹp như họa sĩ mà còn thông minh nữa chứ. Đúng vậy đó, em có thể cho chị mượn mấy ngàn won có được không? Mà chị mượn để làm gì?
À, để chị đi mua kem. Không những như vậy, chị cũng sẽ mua cho em một cây kem nữa, chịu không? Hả? Không bao giờ. Vì sao chứ? Chị vẫn còn nợ em chưa trả hết tiền mà còn muốn mượn thêm để mua kem nữa hả? Từ từ chị trả mà. Chị đúng là một con ve sầu. Hả? Là gì? Chị chính là một con ve sầu lười biếng, chỉ lo ca hát không biết chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Mùa đông sắp sửa tới rồi, và em ghét nhất là bị đói và bị lạnh. Cho nên dù chị có đến gian này cầu xin em cỡ nào đi nữa, em cũng không bao giờ giúp chị đâu. Đừng nói nữa. Chị cứ chơi đùa thỏa thích đi, mùa hè sẽ qua sớm thôi. Chị ơi, chị có ổn không? Mimi à, chị không hiểu cái gì vừa mới xảy ra với chị nữa. 10 năm sống trên đời giống như bị bỏ đi vậy. A B C D E F G S I J K. Baby, em có muốn chị kể cho em nghe lý do vì sao chị biến thành con ve sầu hay không hả? Hồi lúc trước á, chị rất tiết kiệm tiền và cũng là một chú kiến chăm chỉ giống như em vậy. Mấy con heo đất của em bây giờ sao? So với số heo đất mà chị tích lũy được lúc bằng tuổi của em thì chúng chẳng là gì so với của chị đâu em à. Mẹ ơi, cho con 100 won đi. Con gái ngoan của mẹ. Cầm lấy, cho con 200 won. Ba ơi. Của con đây. Bỏ vô đây, đời mình sẽ trở thành giàu có. Đúng vậy, lúc đó chị đã nghĩ rằng mình sẽ thật giàu có cho tới khi có một chuyện xảy ra. Quá thật sao? Ba mẹ định sẽ làm nhà vệ sinh mới cho nhà của chúng ta sao? Đúng rồi con, thời gian qua rất bất tiện phải không? Dạ. Vì vậy mẹ mới nghĩ là lấy số tiền cha đưa đã dành dụm để làm nhà vệ sinh, con thấy có được không vậy? Phải đó cha đua, tiết kiệm tiền là để làm những việc cần thiết, như là việc làm nhà vệ sinh mới chẳng hạn. Phải rồi, và sau khi đã hoàn thành xong, chúng ta sẽ gọi là nhà vệ sinh của cha đua. Nhà vệ sinh có tên của cha đua luôn. Sao con đồng ý chứ. Và cũng kể từ ngày đó, mỗi lần có việc gì cần tới tiền, ba mẹ đều cùng tới để tìm chị. Cha đua à. Trời ơi, mẹ thật sự là vui lắm. Cha đua à. Nhà chúng ta có thêm máy giặt và tivi mới, mà mấy con heo đất của chị thì cũng dần dần biến mất hết. Chính vì vậy chị đã quyết định. Mẹ ơi, mẹ cho con tiền đi. Trời ơi, con gái ngoan, con xin tiền để bỏ ống heo hả con? Đây nè. Bỏ ống heo sao? Tại sao mình phải làm vậy chứ? Sao? Thế nào hả? Em còn định để dành tiền nữa hay không? Vẫn còn là trẻ con thì thích ăn gì cứ ăn đi, thích mua gì cứ mua. Em cứ sống cho thật vô tư và thoải mái. Em có hiểu chị muốn nói gì không? Dù sao thì... Muốn chị nói thêm một bí mật nữa không? Mẹ định đổi máy sửa mới đó. Cảm ơn chị đã nói cho em biết nha. Vì vậy cho nên trước khi ba mẹ lấy hết tiền của em thì hãy rộng lượng với tụi chị một chút. Thôi được rồi. Thành công. Chị ơi, em có thể ở cùng với chú thêm một đêm nữa có được không? Nếu như em muốn thì đương nhiên là được rồi. Nhưng mà phải nhớ,
những gì chị đã nói với em. Em đừng có quên là mùa đông sắp tới rồi và nhà chúng ta đang cần máy sưởi mới. Nhưng em thấy tội nghiệp cho Barbie quá. Em bị làm sao vậy hả? Gì chứ, vừa mới theo phe chị xong bây giờ tự nhiên lại muốn trở nên tốt bụng là sao? Nếu như vậy thì chị sẽ lấy luôn phần của em. Hả? À, không đâu, em chỉ nói vậy thôi mà. Cảm ơn cô. La 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 la. Radu à, hôm nay bạn có chuyện gì vui hay sao hả? Đúng vậy, là vì hôm nay chắc có lẽ mình sẽ nhận được tiền. Minji à, thời gian qua bạn bao mình ăn rất là nhiều lần rồi. Để ngày mai mình sẽ bao bạn ăn cả đời luôn. Thật vậy sao? Vậy thì thích quá ha. Thưa mẹ, con mới đi học về. Xảy ra chuyện lớn rồi chị ơi. Hả? Không lẽ là các con về rồi sao? Barbie à? À, tôi đặt nó ở đâu đây? À, anh hãy để nó bên kia giùm tôi. À, dạ được. Em nhận thấy làm như vậy thì sẽ tốt hơn là đưa tiền cho các chị. Bởi vì mùa đông sắp tới rồi. Em sẽ trả giá vì dám làm như vậy với chị. Hả? Tiệc sinh nhật sao? Ừ, bạn Đông Su đã mời em đi ăn sinh nhật của bạn ấy. Cô bé Gina mà em thích cũng tới có phải không? Dạ, không những Gina mà tất cả các bạn ở trong lớp cũng được mời tới dự tiệc luôn á. Nếu như vậy thì... Vậy thì tụi chị sẽ biết em trở thành người tuyệt nhất trong bữa tiệc đó. Đúng vậy, em sẽ trở thành cậu bé đẹp trai nhất trong bữa tiệc hôm đó. Thật vậy hả? Đương nhiên rồi. Tuyệt, quá hoàn hảo. Thật chứ, em soi gương có được không? Hả? Ôi trời ơi, đã sắp tới giờ dự tiệc rồi kìa. Em nên đi liền đi nếu không là trễ giờ đó. Đúng như vậy á. Đi dự tiệc sinh nhật mà lại đi trễ giờ thì không là sự chút nào hết trơn á. Hả? Em hiểu rồi. Đi chơi vui nha. Cảm ơn các chị nhiều. Gặp lại sau nha. Nhưng mà chúng ta làm vậy có ác quá không? Em nói cái gì vậy? Em đã quên mất cái vụ máy sưởi rồi hay sao? Chị sẽ cho Barbie biết tay cho tới khi nào máy sưởi mới bị hư mới thôi. Chị ơi, Đăng Su ơi, mình tới rồi. Ủa bạn Sơn Ghi. Sơn Ghi à, mặt bạn bị sao vậy? Hả? Mặt của mình bị làm sao hả?